ngày thứ mấy vậy ba? Thứ bảy hả? À, thứ bảy vô. Trời ơi tao lại say nữa rồi. Trời ơi hôm nay lại say nữa rồi. Từ trưa bước cho tới đêm tối. Rồi chăm vô chăm luôn nè. Không say là không ở dĩa nhà. Cầm ly lên thịt la quá la. Hết luôn. Uống vậy rồi nào say bái. Đá tô phủ tiếu còn dính miếng hẹ ngay hàm răng. Ông anh mới điện kêu ở bệnh có mối làm ăn. Kiếm cái quán nào mát mát soạn sẵn cái lối hành văn. Kêu tiếng men mà đối tác mình bàn công chuyện cho nó càng hăng. Bước một tăng tà tà cho tới chưa. Sẵn thằng bạn nó rửa cái bàn ủi vừa mới mua. Vô tình sao có con gà vừa mới thua. Alo các anh về trễ ở bên này trời mới mưa. Lúc này sao rồi? Ní ná gì đâu mấy năm mới gặp nhau trời. Thoải mái một bữa đi cái chỗ này để tao mời. Miền Tây là tình nghĩa cần chi mấy thứ cao vời phải không? Nghe vô đi rồi nói tiếp cho nghe. Tới đây chắc tạm ngưng đi chứ con mắt so le rồi. Bốn béo vì mấy cái đồ quỷ này. Chơi thêm bữa nay nữa là coi như tình này mình nghỉ ngày nghe. Trời ơi tao lại say nữa rồi. Trời ơi hôm nay lại say nữa rồi. Từ trưa quýt cho tới đêm tối. Dồn chăm luôn nè. Không say là không mà về nhà. Cầm ly lên mình la quá la. Hết luôn. Uống vậy rồi nào say bái. Lại một giấc tỉnh dậy mấy khứa vẫn còn đầy đủ. Môi mang sạch chân còn có khoai lang dài cũ. Người ta hát hò trong cái lúc mà mày ngủ. Tụi mày chỉ biết khúc ấy cái đó là bài tủ của tôi. Nói thiệt là từ xưa tới nay miền Tây mà không nhậu vậy rồi chơi với ai trời. Nếu không tin thì cứ việc tới đây. Hồi tối nhậu quá cần câu sáng lên đi làm nó mới hay. Quăng đôi cây micro, quăng đôi cây micro, quăng đôi cây micro tôi hát cho anh bà nghe một bài nè. Yo. Trời ơi bao nhiêu đứa bé khi nào mới sinh. Ba cái đồ quỷ này sao mà đè tôi được đi. Mà 100 thì uống. Uống nhiều chơi vui. Trời ơi tao lại say nữa rồi. Trời ơi hôm nay lại say nữa rồi. Từ trưa quýt cho tới đêm tối. Rồi chăm vô chăm luôn nè.